K-300 Patriot, tên là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động do Nga phát triển và chế tạo. Hiện có 3 quốc gia đang sở hữu loại tên lửa này là Nga, Việt Nam và Syria. Nó là một hệ thống bao gồm 4 xe phóng K-340P. Mỗi xe mang 2 ống phóng TPS chứa tên lửa, 1-2 xe điều khiển K-380P MBU, trọng tải 25 tấn trên khung xe MZKT. 65.273 có thể chuẩn bị chiến đấu chỉ trong vòng 3-4 phút. 4 xe chở đạn K-342P TZM. Trên khung xe MZKT 7.930 được trang bị cần cầu có trọng tải 5,9 tấn dùng để tiếp đạn cho xe K-340P, các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện chiến đấu. Hệ thống được trang bị tên lửa siêu thanh chống hạm P-800 Munich, nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9 mét, đường kính thân 0,7 và sải cánh được đánh giá là một trong những sát thủ chống hạm đáng sợ nhất hiện nay. Tầm bắn của tên lửa P-800 Onyx phụ thuộc vào chế độ bay như bay quỹ đạo cao, thấp hỗn hợp cho phép đạt tầm bắn 300 km, bay quỹ đạo thấp, thấp đạt tầm bắn 120 km. Thiết kế đạn của tên lửa P-800 Onyx khá đặc biệt với 4 cánh điều hướng lớn ở gần phần đuôi, ở phần mũi là cửa hút không khí cho động cơ hoạt động. Theo nhận định của các chuyên gia, tên lửa thực sự là bài toán khó với các chiến hạm khi nó được kết hợp giữa tốc độ vượt âm thanh và độ cao bay cực thấp. Công nghệ trang bị cho tên lửa hành trình P-800 Onyx cũng khá tối tân như động cơ phản lực tĩnh dòng thẳng siêu âm cho phép đạt tốc độ gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh khiến đối phương rất khó phản ứng kịp thời. Khi nhận lệnh phóng, P-800 Onyx kích hoạt buồng đốt thuốc phóng rắn để thoát khỏi ống phóng trước khi mở hệ thống cánh ổn hướng điều hướng. Đồng thời, các van điều hướng luồng phụt tại phần đáy đạn và hệ thống tạo luồng phụt tại chóp mũi đạn giúp đạn tên lửa tự ổn định và xoay theo hướng phóng dự kiến. Khi đầu đạn của tên lửa đã nằm đúng hướng phóng, phần chóp mũi che cửa thu khí động cơ phản lực tĩnh của đạn sẽ bị loại bỏ và đạn tiếp tục sử dụng buồng đốt thuốc phóng rắn để hành trình cho tới ngưỡng tốc độ đủ để vận hành động cơ phản lực tĩnh. K-300 Patriot P có khả năng tiêu diệt mục tiêu cách xa 300 km, tiêu diệt chỉ bởi một lần khai hỏa các chiến hạm, các tàu tên lửa, tàu tuần tra và cả tàu sân bay cũng như các tàu cao tốc có tốc độ cao. Đầu đạn hạt nhân của tên lửa P-800 Onyx có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất.